6 đào. Rất hay. Bảy sáu. Ngoài. Chín sáu, rất hay. Hai bên đánh rất hay. Mười sáu. Chung kết nó khác, đánh hay hẳn lên. Các khán giả là xem rất chăm chú, tập trung chuyên môn. Luôn. Mười hai sáu. Hay quá. 13 6. Ngoài. 14 6. Hay đấy, căng thẳng rất hay. Ui, rất được. 74. Tám mười bốn. Rất hay. Chín mười bốn. Mười mười bốn. Hai ba mười tám. Hai bốn mười tám. Có lấy thắng hả? Duy thắng thắng hả? Duy thắng thắng hả? Mười chín hai bốn. Ba bè à? Hai năm mười chín.
ngoài 26-20. Rất hay. Các khán giả rất chăm chú. Cầu ngoài 29-20. Phá rồi, khó phá rồi. Có gì à? Có. Hay quá. Trận đấu hấp dẫn quá, sân bạn còn nghỉ xem sân này. 31-20 hết, trận đấu kết thúc, tỷ số đã nghiêng về anh Minh và anh Hải Anh. Anh Nghĩa với Cường là tạm thời về nhì.